Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai tàn đế whip, tay cành whip luôn. Tay cành thì khỏi chê luôn, đế thì đặt kẹo hết ha. Cái nào cũng vậy nha quý vị. Đẹp đẹp không nè, nhá hàng trước cho quý vị. Đẹp không ha, tay cành họ đều trân hết trơn. Đã chào em. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị bạn bè gần xa nha. Hôm nay em tiếp tục về lô mai tàn giảo lai, tàn đẹp, đế đẹp, xin giao lưu cùng cô chú anh chị bạn bè gần xa. Số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn bè vô xem clip, vừa ý cây nào ủng hộ giúp em gái cây đó, em gái cảm ơn cô chú anh chị thật nhiều nha. Rồi em vô cây số 1 cô chú anh chị ơi. Dạ chiều cao là 1,5m, lùng lực tàn tròn, tàn ngang là 2m hết cô chú anh chị. Tàn tròn xe luôn. Khoan. Hoành 25. Cái nồi. Nguyên một cái nồi là 68. Đây rồi. Cây nè cô chú anh chị. Tàn quá êm, chi cành nhánh quá đều. Cái gì nghĩa kỹ tàn nha. Quá xa cái tàn ha. Tàn quá êm, chi cành nhánh quá đều. Cái này là hoa giảo lai, bông 5 đến 10 cánh nha cô chú anh chị. Hoa tròn cánh to nha. Tay cành đặt kẹo ha, xè ngang đẹp rồi ha. À, bộ đế nè cô chú anh chị, chân trống chân chịu, một nùi củ đế luôn, đầy đủ đàng hoàng cho mình hết nha cô chú anh chị. Nè những cọng rễ nhỏ này em làm bầu em không có cắt, để em để lại cho cô chú anh chị mình dưỡng, thời gian sau những cọng rễ đó nó sẽ bự ra hết cho mình hết cô chú anh chị. Dạ mã số 1 em xin giao lưu giá 4 triệu, em phí ship 200 cây số về nhà cho mình nha cô chú anh chị. 4 triệu cái gì, được cây mai đế đẹp. Dán nè cô chú anh chị, uống lắc lượng đi lên, rất là khéo, rất là khôn cây luôn. Tay cành cái gì nghĩa lại cái nữa nha. Đặt hết trơn ha. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã số 2 cô chú anh chị của mình. Mà đây, có nhà ý đây. Mua hết lô á, thì em sẽ để giá mềm cho cô chú anh chị mình hang gì cây đi về một chỗ nha cô chú anh chị. Chiều cao 1,5m, tàn ngang là 2,5m luôn á cô chú anh chị. Rất là rộng luôn, một cây trực nha cô chú anh chị. Rồi hoành luôn. Hoành 31. Rồi xe chú vị nghĩa cái tàn ha. Tàn tròn do bực chẳng ha. Tay cành thì xè ngang rất là đều ha quý vị. Chi cành xè ngang luôn, cộng rễ rất là lực luôn, cây quò bỏ đế cũng rất là khéo luôn á cô chú anh chị. Cành xè ngang không nè. Nhánh rất luôn. Là lực, rất là bự, cây già 5 tuổi nha cô chú anh chị. Nè để em đo thoát thân cho cô chú anh chị mình xem ha. Thoát thân đầu tiên của cây chỉ có 12, 13 thôi cô chú anh chị. Rồi. Đế đây quý vị. Cộng to to ha. Dán tựa hình thú ha. Dạ đúng rồi, dán tựa hình thú nằm. Đúng rồi. Quá trời, cây này rất là to, rất là bự luôn cô chú anh chị ơi. Lấy cái bầu đế hết sức luôn. Giao lưu nhiêu đêm? Dạ mã số 2 em xin giao lưu giá 6 triệu, phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Cái nào cũng đẹp ha. Đế đẹp, tàn đẹp ha. Cái này em về lô mai đế VIP, tàn VIP cho cô chú anh chị của mình tham khảo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Dạ em lên mã số 3. Chiều cao là 1,6m, tàn ngang là 1,8m, hoành là 23,5. Rồi cái gì nguyên một củ đế luôn cô chú anh chị ơi. Nghĩa độc chủ nè ha. Cái này tàn thân tay ngang, cành em nào cũng xè ngang ngang sẵn hết trơn rồi quý vị ơi. Cây sung nút nụ quá trời luôn á cô chú anh chị. Tay cành đặt kẹo ha. Đế nè, một củ đế luôn. Dạ mã số 3 có chân trống chân chịu đầy đủ luôn. Mã số 3 3 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi 3 triệu hồi gì mà bao ship ha. 200 cây số luôn cô chú anh chị. 200 cây số. Chi cành nhánh vàng xương nè cô chú anh chị, nghĩa kỹ giùm em gái. Em gái cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều ha. Có nhà ý chốt hết lô về một chỗ thì em gái sẽ bớt tiền phí ship lại cho cô chú anh chị mình nha. Rồi xuống cây. Số 3 3 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi em lên tiếp tục mã số 4, một cây lùng lực tàn tròn luôn. Bên đây. Chiều cao 1,5m. Tán ngang. Tán ngang 1,5m hơn luôn cô chú anh chị. Rồi, hoành luôn. Xe. Cây này như y như con ếch luôn. Hoành 26. Rồi, quý vị mình nghĩ tay cành ha. Tay cành đấy cô chú anh chị. Phân bố rất là đều nhịp nhàng cây luôn, rất khôn, rất khéo. Tay cành sẽ ngang không ha. Nhưng mà cây này nó có đặc điểm miếng là nó bị lũa miếng đây nha cô chú anh chị. Em báo trước cho mình ha.
cây có nhiêu tháng nào? Xử lý keo rồi nó cũng kéo bít rồi ha. Dạ, chủ vườn xử lý keo kéo bít rồi đó. Cây như thế nào thì em báo cho cả nhà của mình biết hết ha. Đây, cây những cọng rễ cám, rễ nhỏ nè, còn rất là nhiều luôn. Em làm, em chừa lại cho cô chú anh chị mình về dưỡng nuôi để thời gian sau á. À, mình sẽ được một nồi đế nữa nha cô chú anh chị. Đây, hiện tại là đế bự nè, cọng nữ thì nghĩa cọng bự trước đi ha. Đó, mấy em nhỏ nhỏ đó về chừa vậy cho nó khỏe cây ha. Đó, chân trống chân chẹo rồi cô chú anh chị. Đầy đủ hết nè. Nè, nè. Có hết nha cô chú anh chị đây nữa nè. Trước chồng hết 3-4 cọng lần trước ha. Dạ, mã số 4. Cây mai mã số 4 em xin giao lưu giá 4 triệu phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Giá cũng yêu thương ha, đế đẹp tay cành đẹp luôn ha. Đế đẹp tay cành đẹp, tròn đều lùng lực, tay cành chi ngang luôn. Rồi, em lên mã số 5. Số 5 bên đây quý vị. Chiều cao 1,5 m. Tay ngang 1,5 m. Rồi, hoành luôn. Hoành 23. Rồi, xê xê. Rồi, quý vị mình nghĩ á, nhận xương tay cành em nói nha. Cây này thoát thân cũng rất là đẹp luôn, lộn sủng à. Tay cành cũng đều ha. Xịa ngang hết rồi. Rồi, đế nè cô chú anh chị. Đế tựa hình thú luôn nha cô chú anh chị. Đế tựa hình thú cho mình luôn nha. Giá mã số 5. Em xin giao lưu giá 2.500.000 cô chú anh chị ơi. Chấm chịu có luôn ha. Dạ. Mã số 5 2.500.000 rồi cô chú anh chị, chống chịu đế đều bầu luôn. Một cục cũ luôn nè, cái mệnh thú nè, cái đuôi đó nè, cái chân hai bên nè cô chú anh chị. Rồi, 2.500.000. Mã số 5. Này bao ship toàn quốc hay là 200? Dạ 200 cây số luôn anh ơi, tại vì cây nó to bầu nó nặng quá. Rồi em lên mã số 6. Đi qua mã số 6 quý vị. Chiều cao 1,7 m. Tàn ngang là 2 m. Rồi. Cây này có cục sụt trứng. Rồi, hoành luôn. Hoành 28. Rồi, xoay xoay luôn. To cái nồi ha. Dạ, cái nồi là 78. Nồi 78. Rồi, tay cành quý vị nghĩa tay cành nha. Đó, tay cành đó cô chú anh chị. Em nào tay cành cũng sẽ ngang mà đều hết trơn đó ha. Cành đặc ha. À, nguyên cái nồi đế nữa nè cô chú anh chị. Được cục xù, được cục xù trứng. Quá thạch. Quá thạch, quá đá. Dạ. Này cũng đặt kẹo rồi ha. Cái dáng cổ của nó cũng thấy thương á cô chú anh chị. Mặt nào cũng đặt hết trơn ha. Dạ. Rồi, mã số 6 em xin giao lưu giá 4.500.000 cô chú anh chị ơi. Rồi, bao ship là 200 cây số luôn cô chú anh chị. Cây nào cũng đẹp ha. Dạ, một củ đế luôn á cô chú anh chị. Có chốt luôn, nguyên cái lô thì có giá yêu thương luôn. Dạ. Vì một nhà ha. Rồi em lên mã số 7, cây này đế quấu đẹp nè cô chú anh chị. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang. Tán ngang 1,5 m. Rồi, vô hoành em nó luôn. Cây này đế đẹp nhanh tay cô chú anh chị. Hoành 22. Rồi, xe xe gì nghĩa là cái ha. Quá trời cây nó sung luôn, nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Ờ, nghe tay cành cái ha. Thì em nào cũng được chỉnh sửa, xe ngang sẵn rồi quý vị. Về khổ chỉnh sửa lại ha, gì với mình chăm thôi quý vị ơi. Rồi, nồi đế nè cô chú anh chị. Nồi đế ha. Đế quấu xuống như cái bàn tay mình quấu xuống vậy nè. Quấu xuống ha, đẹp ha. Dạ. Rồi, mã số 7 em xin giao lưu giá 3 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi, 3 triệu. Phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị. Tại vì những cây này nó bự quá cô chú anh chị ơi. Rồi, em lên mã số 8 nha cô chú anh chị. Chiều cao 3 m cô chú anh chị ơi. Chiều cao 3 m. Tay ngang 2 m luôn cô chú anh chị. Một cây trật nha cô chú anh chị ơi. Tay cành đều luôn ha. Hoành 29. Rồi, 29 hoành. Chi cành nhánh rồi cô chú anh chị, cây này còn lá rồi, khỏi nói cô chú anh chị ơi. Nguyên cái tàng thông luôn á, còn lá nguyên cái tàng thông nhìn thấy đà đẹp lắm ha. Đó, gót đỉnh đầu tàng luôn nha cô chú anh chị, cái đầu đọt chút xíu luôn á. Tay cành đều nè. Tay cành xè đều luôn. Ủi chê luôn, thoát thân thách chủng luôn, thoát thân thắng chừng rồi, 10 luôn. Rồi để em đo cái thoát thân cho cả nhà mình xem ha.
Đây thất thân đây nè. Thất thân đầu tiên chỉ có 10, 15 thôi cô chú anh chị. Rồi để luôn. Vậy từ từ nha quý vị. Để như củ khoai mì nổi luôn cô chú anh chị ơi. Ở trên chụp xuống vậy cho quý vị thấy cho kỹ ha. Để như củ khoai mì nổi luôn cô chú anh chị. Đây thấp quá. Thấp quá dạ, mã số 8. Mã số 8 em xin giao lưu giá 7 triệu cô chú anh chị ơi. Để đẹp tay cành thì khỏi trồng biết bao nhiêu năm luôn được mới được cây mai dày. Tại vì em mua số lượng nhiều cho nên là em mới để cho mình được giá dày nha cô chú anh chị. Chứ vô vườn một cây là không có giá dày đâu cô chú anh chị. Mã số 8 7 triệu em phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Em lên mã số 9. Quá trời cây này nó sung nút nụ đầy mình luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 9. Chiều cao 1m7 và ngang 1m5. Hoành 24,5. Rồi xây xây luôn. Nút nụ đầy mình luôn. Cây em bấm đầu bự cho nên là cây mình nó không có bị mất sức nhiều nha cô chú anh chị. Tay cành đều luôn ha. Còn nút nụ thì có gì. Nè vậy này vừa mua ngay đặt tết cái hết ý ha. Bung ra chơi tết luôn. Đó trời nó bung vỏ lụa hết trơn luôn rồi đó. Cái này 2-3 ngày nó thấy mặt hoa. Chàng đế nè cô chú anh chị. Vì nghĩ tay cành trước đi. Cái cành thì đặt kẹo rồi ha. Em này đã có cái vết lũa bên đúng bên rồi. Hồng ha. Cây nó có vết lũa nhưng mà chủ vườn người ta cũng xử lý. Cây nó cũng đã cứng rồi nha cô chú anh chị. Vết lũa cứng nhắc rồi. Để nè. Tay cành thì khỏi chê. Để thì ôi quá xá nè. Để nè cô chú anh chị. Quá trời. Đó. Nó như cái chân đại bàng quấu xuống luôn cô chú anh chị ơi. Nó cũng được miếng sụ trứng này chứ bộ. Quá thập rồi đó. Để thì ok hả quý vị. Dạ mã số 9 em xin giao lưu giá 3 triệu cô chú anh chị ơi. Nè được miếng sụ trứng này chứ bộ. Cây này nó bị chỉ có cái lỗi là cái lỗi lũa thôi. Tay cành đế thì ok. Dạ tay cành đế thì quá vip rồi. Rồi. Mã số 9 3 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Em lên mã số 10. Chiều cao 2m. Bên đây. Tàn ngang 2m5. Quanh 26. Rồi xe quý vị xem cái dàn tàn đó luôn em. Cây này đẹp vip rồi cô chú anh chị ơi. Lô này gì đặc biệt là dàn cái dàn xương dàn tay cành ha. Dạ. Tay cành khít mà xè ngang không ha. Đế cũng đẹp nữa. Quá web luôn, đế cũng web luôn. Rồi dàn đế của nó cô chú anh chị hết hồn cái bộ đế. Bộ đế lên gân luôn chứ bộ. Đế lên gân luôn á cô chú anh chị. Rồi quý vị. Nó nổi gân luôn ha. Đế ha. Hết sức luôn ha. Chân trống chân kiểu bự bự ha. Tay em bỏ vô bộ cái bộ đế cái tam. Đó quý vị, rất là to đó ha. Hai tay bỏ vô đó. Đế nè. Ôi rất là khéo luôn nha cô chú anh chị. Chân trống chân kiểu gì tùa lưa học dưa trong đây luôn nè cô chú anh chị. Nè đó. Lên gân luôn nè, như hai cái đùi ếch luôn nè. Rồi. Cây này cô chú anh chị dặn dặn trẹo cây luôn. Trẹo trẹo. Mã số 10 em xin giao lưu giá 8 triệu em phí ship 200 cây số cô chú anh chị ơi. Cây VIP ha. Cây VIP á cô chú anh chị. Mã số 10 8 triệu. Phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 11. 11 qua bên đây. Chiều cao 1m7. Bề ngang 1m5. Rồi, vô hoành em nói luôn. Hoành 21,5. Rồi. Cây này hình con thú sắn sắn. Như tay cành ha. Tay cành thì đều, sẽ ngang ha. Tay cành đều. À nãy giờ cây nào cũng vậy ha. Cây này về vô dây kéo kẽm rộng thênh thang luôn. Đó, cây đó. Hình thú nè. Sắn 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 luôn. Cái đuôi nhỏ nè, mình nè. Mã số 11, 2.500.000 cô chú anh chị ơi. 2.500.000 mã số 11 cô chú anh chị. Ship 200 ha. Dạ ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 12. 12 bên đây. Chiều cao 3m cô chú anh chị ơi.
Tàng ngang 2 mét. Quanh. Quanh 2. 2 mấy? Dục thước rồi. Coi lại cái hả? 2 mấy đây. 25. Rồi, 25. À, quá trời, cây này vip cho cô chú anh chị. Trồng cho. Bộ đế khủng luôn. Tay cành xè ngang không ha? Dạ. Tay cành đặc luôn nè. À, bộ đế rồi cô chú anh chị. Dáng lắc cũng thấy thương luôn cô chú anh chị ơi. Lắc dáng lắc thấy thương ghê luôn. Ngắn ha. Dạ. Dáng lắc ổn thấy thương. Kỹ nha, để nè. Bộ đế tròn đều luôn cô chú anh chị ơi. Nơm sổ tròn đều luôn. Mã số 12 em xin giao lưu giá 5 triệu cô chú anh chị ơi. 5 triệu rồi quý vị. Để hết đế tàn xong toàn đẹp nha cô chú anh chị. Tròn biết bao năm mới được cây dày nè cô chú anh chị. Mã số 12 5 triệu cô chú anh chị ơi. Bao ship 200 cây số. Rồi, xuống cây. Đây em lên một em lùng lực tàn tròn cành đào. Số 13 ha. Dạ mã số 13 lùng lực tàn tròn cành đào. Cao. Cao có 1m2 à. Ngang. Tàn ngang 1m5. 1m5. Rồi hoành luôn. Hoành 2 mớ. Rồi xây xây luôn. Quá cây này đẹp. Mà nó có một cái lỗi. Nó bị lũa rồi chứ anh chị ơi. Lũa ở đoạn dưới ha. Dạ nó bị thẹo ở đoạn dưới. Nè. Bị thẹo rồi cô chú anh chị. Thẹo đây dưới đây. Nhưng mà chủ vườn cũng xử lý keo rồi nha cô chú anh chị. Đế thì như cái rế nồi cơm luôn cô chú anh chị ơi. Không chê vào đâu được hết. Từ tàn cho tới đế. Đoạn này quý vị nghĩa đẹp quá ha. Dạ. Thường thân, tay, cành, đế đều đẹp hết trơn ha. Đó. Rồi mã số 13. Em xin giao lưu giá 2 triệu một cây lũa này luôn cô chú anh chị ơi. 2 triệu mã số 13 luôn cô chú anh chị. Rồi. Quá đẹp. Mà nó bị lũa. Em lên mã số 14. 14 em này. Chiều cao 2m5. Đang ngang. Ngang 1m5. Rồi hoành luôn. Hoành 26. Rồi 26 rồi xây xây luôn. Đâu cái gì nghĩa ha. Tay cành được đỉnh nè. Tay cành đều ha. Đó. Lô mai này vàng tàn, vàng đế rồi cô chú anh chị. Mình khỏi phải lo rồi cô chú anh chị. Đẹp. Đế này quá xa một bệ luôn. Để em đo nguyên cái bệ đế cho cô chú anh chị mình xem ha. Nồi đế là 123 cô chú anh chị. Nguyên cái nồi 123 luôn. Ơi cây này rẻ cô chú anh chị ơi. Nội cái bệ đế không đủ tiền rồi cô chú anh chị. Có 3 triệu mã số 14 rồi cô chú anh chị ơi. 3 triệu ha. Dạ. Nội bệ đế không đủ tiền rồi cô chú anh chị. 3 triệu luôn. 2 ship 200 cây số cô chú anh chị ơi. Rồi quý vị có phương tiện hoặc ở gần gần chở thì dạ hốt hết clip em thì em sẽ để giá mềm lại cho cô chú anh chị mình em bớt tiền ship lại ha. Rồi mình qua cây tiếp theo bên đây ha. Em lên mã số 15. Chiều cao là 3m. Tàn ngang 2m. Hoành 26. Đợi mình vô mình xem cái phần tay cành em nói nha quý vị. À, tàn tròn đều nha cô chú anh chị. Cành cũng đều hết trơn đây ha. Dạ. Vàng xương chi đế nè cô chú anh chị. Lên cây lá này đi. Lên cây lá đó đi. Rồi, đế luôn ngay đây quý vị. Vàng lá, đó vàng bậy em nói vậy. Vàng đế nè cô chú anh chị. À, đế nè. Quá trời, nó trải đều như cái dòng nước chảy luôn hả cô chú anh chị. Xuông nó trải đều như dòng nước chảy luôn. Mua đi cô chú anh chị, nước chảy về nhà mình cô chú anh chị. Nước là tiền đó. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Giá mã số 15. Em xin giao lưu giá 4 triệu 500 ngàn. Em phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi em lên mã số 16 cây cuối cùng nha cô chú anh chị. Cây cuối clip ha. Dạ, em lên mã số 16. Chiều cao 3m cô chú anh chị ơi. Rồi. Tàn thênh thang tròn do cô chú anh chị. Tàn ngang là
2,5 mét á cô chú anh chị. Rồi 2,5 mét chắc có hơn luôn. Hoành bự nha cô chú anh chị, hoành 37 cô chú anh chị ơi. Rồi 37 hoành. Cây tàn tròn mênh mông luôn cô chú anh chị. Rồi cái gì mình ngắm nghía ha, từ cái đọc chủ ở trên này ha. Cây vậy cô chú anh chị mình mua về chỉ đặt xuống trồng thôi cô chú anh chị, khỏi ngần ngại khỏi lo lắng gì rồi hết cô chú anh chị. Thành phố đều ha. Dạ. À. Em với cây nè cô chú anh chị, em bé xíu nha cô chú anh chị, cây rất là to nha, em bé xíu nha. Thấp thân cũng thấp luôn ha. À, thấp thân thấp đo đi, thấp quá thấp thì khỏi đo. Dạ. Cộng đế cộng nào cộng đấy bự 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 không à cô chú anh chị ơi. Rồi giá luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 16 là mã số 5 triệu, mã số cuối cùng của clip em hôm nay cô chú anh chị ơi. Dạ mã số 16 cũng là mã số cuối cùng của em, thì em cũng mong cô chú anh chị yêu thương xem vừa ý cây nào thì cứ mạnh dạn alo giùm em gái cây đó. Em gái cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều, số điện thoại của em là 0346929112 cũng là số Zalo của em tên là Tam. Rất mong rất nhận được nhiều cuộc điện thoại của cô chú anh chị mình nha. Em chào cô chú anh chị. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị clip sau.